Nhiều người thâm niên với nghề hầm than nước khẳng định, không có than nước nơi đâu trên đất nước này lại có được chất lượng tốt như ở Cà Mau. Phải chăng cái mặn mòi của mạch đất phù sa lấn biển đã tạo nên những thân nước rắn rỏi, kiên cường để than thấm đẫm nỗi nhọc nhằn, trở thành tinh hoa của đất và con người phương Nam. Trong các khâu làm than nước thì đốt lửa là quan trọng nhất. Việc đốt lửa thường kéo dài từ 1 tháng đến 1 tháng rưỡi tùy theo lò lớn hay nhỏ. Sau đó bịt miệng lò lại khoảng 1 tháng nữa mới cho ra than. Đã có một thời than nước ở giai đoạn hoàng kim, nhưng hiện tại gần như bị lụi tàn. Nguyên nhân là do đời sống xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu sử dụng các loại khí đốt, điện đang chiếm ưu thế, dần thay cho than nước truyền thống. Dù vậy, nhiều người vẫn quyết theo nghề hầm than nước, một cái nghề độc đáo được gọi vui là đen mặt, sáng lòng.